Lành ơi là lành. Trời ơi, đi đòi nợ cũng không có gì để xiết nợ là sao vậy hả? Tôi khổ quá mà. Bây giờ sao, cô lên tiếng giùm tôi coi. Chị Tám ơi, chị ráng chị thư thả chị giúp giùm vợ chồng em. Em hứa là vài bữa nữa rồi em trả cho chị. Tại vì gần nửa năm nay chồng em trở bệnh nặng, rồi bao nhiêu tiền em mừng được em gom góp em chạy chữa bệnh cho chồng em. Nghèo còn bệnh nữa. Lại đây, bây giờ coi như tôi tính vậy cho cô nè. Dạ. Nhà con nhỏ gái lớn á, tôi quen mấy cái mối ở trên huyện đó, mấy ông ở trển có tiền dữ lắm. Bây giờ á, tôi giới thiệu làm vợ bé anh ta. Làm vợ bé thôi có tiền trả nợ, chịu không? Con bé hai nó còn nhỏ quá, làm bé người ta tội nó lắm chị. Nghèo làm bé mà còn tội vậy, tiền tôi ai tội cho tôi? Còn con Út nè, đúng không? Tôi quen mấy cái mối mà nhà mấy ông giàu mà cờ tiểu thư công tử vậy đó, vô làm người hầu hen. Người ta không có đánh đập gì đâu, lâu lâu á tiểu thư nhéo hay là giật tóc rồi bầm mình bầm mẩy vậy thôi, không có mà bị què quạt gì đâu, được không? Em biết là chị thương em, chị thương gia đình em, chị muốn vậy là chịu đúng không? Nhưng mà chị ơi, con bé Út nó nhỏ quá, rồi nó ham chơi, rồi nó vụng về lắm. Mà lỡ có xảy ra chuyện gì á, cả nhà em mấy cái mạng đền không nổi chị ơi. Sao nghèo mà trả treo dữ vậy? Lúc mượn tiền tôi không trả treo vậy đi. Thực sự là vợ chồng em không biết tính làm sao hết chị ơi. Được rồi, để ông trời tính. Đây, tôi cho cô hai cái bánh. Đây, cái bánh nhân thịt, còn đây là cái bánh nhân ngọt. Cô về cô cho hai đứa con gái của cô đó, đứa nào mà ăn trúng cái bánh nhân thịt thì coi như là số trời đã định, đứa đó phải ra đi kiếm tiền để mà trả nợ cho gia đình. Chị Tám ơi, em lại chị. Chị cũng là mẹ, chị cũng hiểu, đứa nào cũng là con em đứt ruột đẻ ra. Làm sao mà em cho con em nó chọn như vậy được chị? Cả nhà ôm nhau chết chùm, hay là một đứa ra đi kiếm tiền để mà còn sống sót á, thì tự mà suy nghĩ đi. Chị Tám ơi, chị Tám, chị Tám ơi. Mẹ, mẹ ơi, con về rồi nè mẹ. Mẹ nghe nè. Mẹ ơi mẹ. Ủa, cái Út của mẹ về rồi hả? Mẹ, nhìn nè. Trời đất ơi, giỏi quá hà. Mót được nguyên một rổ khoai đầy luôn. Mà đói bụng chưa? Dạ đói. Vậy giờ mẹ vô mẹ luộc khoai cho Út ăn liền nha. Dạ. Mẹ, hôm nay nhà có bánh, mẹ luộc khoai làm gì? Có bánh. Khoan con ơi, cái bánh đó thơm quá. Đây là bánh nhân ngọt, đây là bánh nhân thịt. Em sẽ ăn bánh nhân thịt. Chị hai, bữa nay Út giờ chị hai ăn cái bánh nhân thịt này nha. Em không chịu đâu, chị hai nhường bánh nhân thịt cho em. Mẹ cho phép con được ăn cái bánh nhân thịt này nha mẹ. Út ơi, hai ơi, hai. Bánh nhân thịt của người ta con được cũng đã ăn rồi. Hai, mẹ con biết hết mọi chuyện rồi. Chuyện này chỉ có con với mẹ biết thôi nha. Mẹ đừng có cho con Út biết nha mẹ. Nha mẹ, con ăn, con ăn hết cái bánh này. Thôi mà, con của mẹ đứa nào mẹ cũng thương hết á. Sao rồi, đứa nào là đứa ăn bánh nhân thịt hả cô Lành? Dạ con. Được rồi,
theo dì Tám. Dạ. Lên trên huyện nha con. Cho con nói với em con câu cái gì Tám? Nhanh. Dạ. Út ra đây. Kể từ hôm nay, Út thay chị hai chăm sóc cho cha mẹ. Chị ơi đừng có đi mà. Lần sau em sẽ ngoan. Em không dành đồ ăn của chị nữa đâu. Bánh nhân thật từ nay sẽ không ai dành với em nữa hết nha. Thưa cha, thưa mẹ, con đi. Chị ơi, đi. Chị ơi đừng có đi, đi mà chị ơi. Đi. Chị ơi. Chị ơi đừng có đi mà chị ơi. Thank you.
Và đó chính là Phương Nhi. Khi mà ngồi phía dưới lắng nghe tiết mục này, đúng mình xù thì thấy cô Việt Hương cũng rất là xúc động. Không biết là cảm giác của cô Việt Hương như thế nào ạ? Cô không có nghĩ là Phương Nhi là thi hát, tưởng con là thi kịch. Con là diễn đúng cái cảm xúc của con luôn. Nếu mà hồi nãy con diễn kịch thì con cũng thành công luôn nữa. Lúc chị đi đó, con đẩy luôn hết cảm xúc của cô Thương hết sức luôn. Thì lúc đó con lại thi hát. À, cho nên là cảm ơn ai đã dựng cái vở kịch này. Đặc biệt cái bạn hỗ trợ đó, cái bạn tên Tám đó, đã hài đẩy luôn đi, đặt bản tên Tâm đi. Chỉ có Tâm quá, cho mượn tiền lời còn nhẫn gái người ta đi bán mất. Dạ. Phương Nhi á, lúc mà mẹ cho cái bánh lần thứ hai Giang tấu vô con hát trở lại đó, thì tại vì cái bài này vô tình mấy cái câu đầu nó hơi bị thấp, cái cảm xúc nó lên cao, cái con vô nó bập bùng. Nhưng mà nếu mà để thi một tiết mục thôi mà dàn dựng có diễn viên diễn hỗ trợ đà đâu ra đó, cái phần kịch lót cho cái phần ca rồi phần ca trả lại phần kịch quá hay. Em cảm ơn cô. Cô Mến thấy sao cô Mến? Ai cô Mến xúc động quá nè. Nhà cũng có hai chị em vậy hả? Rồi em là cô chị hay cô em? Cô Mến là người ăn bánh nhân thịt á. Nhỏ em giờ không chừng nó đang bán bánh bò bánh tiêu đâu dưới quê đó. Em Mến ơi, em có khổ ở nơi nào em nhớ liên lạc chị nha em Mến. Em ở Việt Nam mà chị em ở bển. Nói chung là mãi đến lúc mà cái người chị xuất hiện lại thì lúc đó em nhớ về chị của mình thôi chứ không gì hết. Em ơi, cái người chị ở trong cái này đó là người ta bận cá bà Ba Hồng đó em, có nghĩa là người ta đã thành đạt. Bà chị em chắc cũng mở 10 cái tiệm nail nha em. Không, chị em mở spa. Trời ơi. Dạ, chị ơi chị. Dạ. Chị của con Mến ơi. Dạ, nhờ chị ăn cái bánh nhân thịt. Rồi chị qua bên đó chị mở 7-8 tiệm thì ba nhỏ em ở nhà ăn bánh nhân ngọt. Nó nhảy quá chị ơi, nhớ gửi về cho nhỏ con Mến. Dạ. Chị nhắn rồi, bớt khóc đi Mến. Ừ, nha. Dạ, xin được cảm ơn chị Việt Hương rất là nhiều. Còn chị Đăng Trang thì sao, xin mời chị. Đây là vở ca kịch có nội dung rất là xúc động. Đồng thời thì giọng hát của con cũng khá là tốt. Mặc dù đúng là cái lúc mà con quá xúc động thì con hát có hơi chệch choạng chút xíu, nhưng mà phần sau thì tốt hơn rất là nhiều. Cô chúc mừng con. Rạng bên bờ khiến dáng mình đẹp làm sao, bóng mây sánh đôi bóng núi, con chim nhạn hát điệu tình quê, một biển trời như có mẹ cất tiếng ru, trăng nhú lên bên cảng quê hương, trăng cũng đẹp đẹp sao đâu đâu cũng đẹp, trăng lấp lánh lung linh bên nước, tròn tàu về loang loáng trên sông, màn trời đêm yên ả thanh bình, đêm bình yên hương lúa ngạt ngào, đêm bình yên nghe sóng biển vỗ về. Phò nguy lưỡng hải hà, cơn sóng dậy lúc gió qua, đem tâm thần cứu đỡ dân ta, Nam cũng vậy, Bắc cũng vậy.
trời ơi. Và đó chính là anh Thư. Con hát hay dễ sợ luôn á. Ước gì con mượn cái quần ống loe, đừng có mượn cái quần ống tấm. Với lại con bớt gài bông lên đầu nữa là 10 điểm. Gài bông cho xứng với cái dàn múa. Tại sao mượn quần ống loe? Tại thầy kia. Thầy nào á? Thầy Đại ơi. Em thấy hài hòa đúng không? Cái tông màu vàng đi với vũ đoàn vàng với hồng luôn. Rồi bên kia cũng về bông, bên đây cũng vàng bông. Muốn hát bài Em Trồng Vàng Bông trước cửa nhà em. Trời, đó, trời ơi, dập cái này còn nặng hơn. Con ơi, cái gương mặt con rất là đẹp, rất là sáng. Mà cái sự duyên dáng nó phúc hậu, nó hiện hiện. Cái gương mặt đào chánh. Mà cái giọng con nó vẫn có một cái chất gì đó, nó ấm áp, thích quá. Đúng, quả thật là giọng con rất là đẹp. Và hát chính xác từng nốt nhạc, rất là nhẹ nhàng, rất là thư thả, rất là dễ thương. Thứ hai nữa, không biết mọi người có nhận ra không, đây là một bài hát dân gian, nhưng mà lại có cái tiếng saxophone trong đó, vừa tây ta kết hợp với nhau. Nghe cái bài của con nó rất là sang. Mấy người thổi sax lúc nào cũng là cứu vớt cho cái hòa âm đó. Em nghĩ đó chị. Con ơi, nói chung là cô chú thỏa mãn quá, vui quá. Cái bàn của cái chuyện không dính dáng tới con á, con gỡ bông con đẹp hết sức, bận cái quần vô nữa đẹp hết sảy. Dạ. Trên phố người qua lại đông qua, chen lấn dìu nhau xuôi ngược dòng. Nhanh bước dạo trên đường phố đông, cô gái đẹp tươi thêm vời vời. Chân bước tự tin đầy trong xa, chân bước vượt qua con đường dài. Em muốn tự thân vượt khó khăn, em muốn tự tin bước vào đời. Bao nhiêu buồn ba bao gian khó nhưng trong tim yêu lòng vẫn người. Ôi bao cây xanh màu hoa nắng trước đời cháy lên bằng con tim nồng nàn. Em như xin đây mua sắm với bạn bè, yêu ly cà phê khi chiều về. Em như có thấy có hát với tình người cháy lên bằng con tim nồng nàn. Và đó chính là cô gái tự tin Hà My. Cái hình thức, trang phục, tất cả mọi thứ nó rất là phù hợp với bài hát này. Vừa hát mà vừa có vũ đạo. Và con vẫn giữ được cái cục hơi của con. Hát vẫn rất là chắc chắn, không có nốt nào chệch nhạc hết. Cô chúc mừng con. Xin được cảm ơn chị Đan Trang. Chú Nghĩa thì hơi có ý ngược với cô Đan Trang một tí. Con hát tốt, giọng con bắt mic, sáng, âm vực rộng. Nhưng mà chú Nghĩa lại cảm giác rằng cái nhịp con hát thì có, con không hát trật nhịp. Nhưng mà cái nhịp tiết tấu trong người con khi con nhảy, con hát cùng với vũ đoàn, cái âm nhạc trong người con á, chú lại cảm giác nó chưa có đủ. Chính vì thế, có cảm giác rằng con hơi bị chệch choạc so với vũ đoàn. Tất cả những gì mà cô Hương nghĩ là chú Nghĩa đang nói đó. Cái nhịp của con phải có từ trong người, chú Nghĩa nói là mình chưa thấy được cái nảy đó. Đúng. Không đi, nhưng mà mình phải tin là con bé nó đang tự tin bước vào đời. Nhưng mà thấy bước đi nó không có tự tin là tại vì vậy nè, con nhỏ xíu à, so với những cô chú nhảy dancer ở dưới, thái độ mấy cô chú sẽ mất mình rồi. Cho nên là con phải làm theo cái kiểu dễ thương. Đúng rồi. Mà con lúc mà con bước ra đó, tự nhiên mấy cô chú cái ống ánh đường con, mình con mặc cái quần jean áo sơ mi trắng cột lại, đội cái nón mà nó giày tới tao, cái con tự tin bước vào đời là khán giả vỗ liền. Lời bài hát có luôn, tôi thích quần jean và giày lười, con mặc đúng như vậy. Mình phải tự tin lên, thả lên sân khấu là làm cho đúng rồi luôn. Ngày hôm nay con làm rất là tốt rồi và hy vọng rằng con sẽ có cơ hội vào vòng. Trao lường nắng quê
chào được đang mới khắp miền quê. Trong dương gian dịp nhàn cùng chim sáo, ruộng lúa reo vang sương mai bừng sáng. Đẹp chim An Giang khoe thân ly mèo, bên tre chiều hạt ngây ngất kém gì ai. Em Kiên Giang ngọt ngào bơi anh xuống, về miếng thơ lâu màng Cần Thơ nhát thân nhà người. Và đó chính là đẹp Tấn Tài. Quá, đẹp. Cái nhóm múa đẹp quá, cái bài dựng đẹp, cây lúa đẹp. Mà tôi nói thiệt luôn nha, con trai tôi nó hát y như hát karaoke. Cha Đại này chứ rất là ghê gớm, chả biết con trai chả không làm ăn gì được nhiều. Hiểu không? Nó nhảy nó hát y như karaoke. Cho đẩy cái dàn múa ra đó. Cho đó, con trai tôi hát vậy nè. Đẩy cái dàn múa ra bao hết trơn luôn. Cái lúc lúa cuối cùng cái thằng con trai cầm cái lúa đi phải. Chị biết không chị? Từ đầu đến đuôi thằng bé đứng cứ nhúng qua nhúng lại hoài, em ngồi nghĩ ủa không lẽ nó múa vậy đến trọn đời. Đứng nói chuyện còn nhúng nè. Bước qua lại rồi đó, đúng rồi. Cái biết sao đến cuối cùng thấy nhỏ nó đi qua góc bên đây, trời ơi mừng quá. Tưởng nó đổi được hình, nó đổi được hình rồi. Ai ngờ vô hết bài. Tụi em vẫn kiên trì lắm. Dạ. Giống như là niềm vui chưa được bao lâu á. Niềm vui chẳng tày gan. Con ơi con. Mệt con ơi, trời chú làm theo chú mệt đó chứ không vậy. Có bao giờ mà con hát con không có vô mà nhờ con đứng con nhúng vậy thôi mà cô cho con vô không? Bé nó nhảy nó rất tập trung, thấy mấy cô chú vũ công á lên khiều khiều với diễn giao lưu, thằng nhỏ vẫn bất chấp. Bây giờ vẫn vậy mà chị đó, vỗ tay cho em đó. Thấy cưng quá hả? Thôi dừng lại con ơi, chóng mặt. Còn nhiều cái hấp dẫn rồi đó, bây giờ con nhúng cái nghe cô Trang nói hai ba, xin mời cô Trang. Copy bát như trên luôn đó. Con rất là vô tư, dễ thương lắm. Một cái hấu tay cho Tấn Tài ngày hôm nay vì nó rất là dễ thương. Và kính thưa tất cả quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là những điều gì hấp dẫn và thú vị đây, chúng ta cùng nhau theo dõi nhé. Vô luôn con. Vô đi, đúng rồi. Trời ơi, thằng con tôi trời ơi trời. Làm cái gì ăn hiếp con tôi dữ vậy? Nó nhảy đẹp đâu mà. Khen mà. Khen. Suốt là giải trí. Kính chào các thầy cô cùng quý vị khán giả. Con tên là Huỳnh Đức Thanh, năm nay con 11 tuổi và con đến từ thành phố Đà Nẵng. Nghe là biết là nắng rồi. Sở thích của con là được đi du lịch. Con đã đi rất nhiều tỉnh thành và sau mỗi chuyến đi thì con lại có những trải nghiệm mới. Sau đây thì con xin được trình bày ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi để kể lại những trải nghiệm thú vị của con. Hôm nay tự nhiên hai đứa mình mặc đồ đôi luôn, màu hồng giống nhau luôn. Thường thường màu hồng á dễ thương lắm, đẹp trai lắm đúng không quý vị? Đó, hát hay nữa chứ. Bạn Thanh của chúng ta đã thiện một bài hát rất là sôi động, rất là cá tính và dễ thương mà đầy tự tin đúng không ạ? Thế thì theo chú Minh Xuân ngồi dưới thấy nha, là đội của cô Tố My và cô Huỳnh Mến đã nhấn chuông lựa chọn trước. Thế thì mời ý kiến của đội cô Tố My và Huỳnh Mến. Con ơi, con đúng là một sói ca nhí trong cái chương trình này. Cô rất 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 là thích con. Con xin phép được lên ôm con một cái được không? Vỗ tay quý vị ơi. Đồng Hương nữa, đến từ Đà Nẵng luôn. Vâng. Đà Nẵng đẹp, đẹp quá, đẹp trai quá, ôi y công tử xứ Hàn vậy đó. Trời ơi, chẳng lẽ giờ anh đầu hàng chứ? Làm sao đầu hàng được, anh có chiến thuật riêng của mình quá. Mà giờ Đồng Hương nè, trai xinh gái đẹp nữa. Em biết rồi là anh có dành cũng không có lại đồ em đâu. Xuất sắc luôn rồi. Cho nên này nè, mình dặn qua một cái đi.
không được. Tại vì con quá hay con ơi, nên thầy bấm hơi trễ xíu. Nhưng mà sao con hát mấy cái chỗ nhanh nhanh mà rất là rõ lời vậy? Hay hay quá vậy con. Phong cách, cách xử lý bài của con rất là tốt ha. Cái thiếu là dàn dựng sao cho con hấp dẫn, càng ngày càng hấp dẫn, hấp dẫn, hấp dẫn. Cái này thì thầy Đại có kinh nghiệm từ mùa trước nữa ha. Nhắc nhẹ câu con ha. Cũng vậy á con. Con hát nhạc trẻ nè, thì con nghĩ đi, cô với lại chú Đại ai trẻ hơn ai? Em đi về nữa đây. Ok. Rồi, ok, bây giờ đội mình dắt bây nhau giờ về. Con cứ thoải mái đi. Con thoải mái lựa chọn giống như hồi nãy con thoải mái con hát gì đó. Vì bây giờ con đẹp con có quyền con ơi. Con đẹp con có quyền con ơi. Về mọi người ơi. Về thôi. Con mê con quá con ơi. Về dưới luôn đi. Thôi về đi. Khen gì mà kỳ quá. Thầy Đại thấy con rất là đẹp trai. Đó khen là phải như đẹp trai quá con ơi. Mưa rồi. Người ta nói cũng đúng thôi con. Đúng không? Đẹp trai có quyền. Mình có quyền ở đây là trong chương trình này đã có hai sự lựa chọn đến từ hai lớp học của mình rồi. Cái quyền của mình là được chọn ngược lại. Vậy thì con sẽ chọn lớp học nào? Dạ cả bốn thầy cô thì con đều thích. Tuy nhiên thì chương trình chỉ cho chọn một đội. Cho nên là con sẽ về với lại đồng hương của con là cô Tố Nguyên và cô Hồng Mến. Một lần nữa xin được chúc mừng cho lớp học của cô Huỳnh Mến và cô Tommy. Con kính chào bốn huấn luyện viên. Con tên là Nguyễn Thị Phương Trinh. Con đến từ thành phố Đà Nẵng. Năm nay con 10 tuổi. Đà Nẵng nữa nghe rồi biết Đà Nẵng rồi. Hôm nay con sẽ hiện ca khúc Ngọn Lửa Cao Nguyên. Mong mọi người và bốn huấn luyện viên cùng lắng nghe. Cao nguyên, những chiến sĩ cao nguyên bên anh đưa
Một người bấm. Tiết mục quá hay thì để mọi người tập trung lên sân khấu. Cô bấm đây á là cô khen con, nghĩa là một cái tiết mục của con quá hay đi, chẳng lẽ có một người chọn. Nhưng mà cô mến à, cô, thấy rồi nha. Cô thấy vẫn khuyên đó. Con rằng là thôi con nên về đội chú Đại, bởi vì là đội cô đã có một màu giống như con rồi. Thôi bây giờ quan trọng là con muốn về đội nào. Nếu mà con vẫn muốn về đội của cô Tố My và cô Mến thì con cứ việc chọn con nha. Cô My nói rồi. Ok. Ok, con cứ chọn Đại ơi. Đại, ủa sao đổi đội luôn rồi? Lửa quá trời lửa luôn. Cô thích lửa lắm. Thật sự là bây giờ là cái tâm trạng của thầy Đại là rất là hoang mang. Bởi vì là cái tình đồng hương á, nó dữ dội lắm. Con ơi, đội cô My rất là nhiều đồng hương rồi. Thôi bây giờ cô My ngồi không nói gì hết. Thầy Đại cảm ơn con đã đem đến một cái phiên bản ngọn lửa cao nguyên quá tuyệt vời. Nó rất lạ, hát một cách rất là lửa và rất đúng với tinh thần của bài. Còn những cái chỗ khác, con hát một hoàn toàn một kiểu rất là Phương Trinh, máu nghệ sĩ của con. Và con nên về đội của thầy đi. Bây giờ là thầy có một cái chiêu mà át chủ bài thầy đang để dành là từ đầu tới giờ rồi, thầy vậy chưa có sử dụng. Con ta đó là thầy nói là con nuôi của thầy đó là Quán Muôn mùa trước á, tới đây ủng hộ thầy. Ngô Quốc Dương ơi, con nói bạn về đội của ba Đại đi con. Giơ tay cho Quốc Dương, quán quân của mùa thứ hai. Rồi, con trai, hôm nay là ba nuôi con đem con lên sân khấu là thấy ở dưới là đuối lắm rồi mới đem con lên. Thì con nói một câu gì đó cho bạn Phương Trinh, bạn thích rồi bạn về đội của ba nuôi con đi. Nè, nhìn vô ánh mắt của Phương Trinh mà nói chuyện. Đỏ mặt rồi kìa. Thấy người ta đẹp quá rồi, đứng rồi rung rồi không nói được. Á chủ bài gì kỳ vậy? Không phải, con anh vậy á, hãy gặp mà em bạn gái nào đẹp là vậy đó. Trời ơi, mắc cỡ liền à. Nói đi kìa, nói với người ta một câu đi, cái tay gì quèo 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 đấy. Con mạnh mẽ lên con. Bỏ vô túi đi lên. Mày rồi. Tay con lạnh. Tay con lạnh, trời ơi. Dưới nhan sắc này tay lạnh quá mọi người ơi. Rồi nói nè. Về đội ba Đại thì con thấy rất là vui. Về đội ba Đại thì con cũng thấy rất là may mắn. Em ơi, hãy về đội ba Đại đi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đáng yêu quá. Phải rồi, dễ thương và duyên dáng. Con nói lại câu em ơi 10 lần đi. Con như vậy mà con sao con gọi là dám nói là em nghe, ơi. Nghe, nghe, ôi, nghe nào, nghe lại em ơi, ngọt dễ sợ. Tiếp, nói tiếp câu em hay đi con. Con rất là thích, duyên quá. Để cho hai đứa nhỏ đó tâm sự. Trời ơi, đâu phải là lúc nào cũng có thời gian để gặp nhau. Bây đây giờ là Quốc cái Dương duyên. Mà không thuyết phục bạn này á, dài dài nói nhiều nhiều là cô mới lên, cô mới giành á. Em ơi, về đội của ba Đại thì em sẽ gặp được anh. Trời ơi!
thật sự. Thôi như vậy đủ rồi. Anh về dưới, anh dắt đó chú Đại qua về dưới. Đội của ba Đại thì em sẽ được quát quân nha anh. Đằng này em sẽ được gặp anh. Trời ơi, chiêu trò dụ dỗ con gái tôi. Con đừng để, con đừng bị phân tâm bởi nhan sắc của anh ấy. Con phải tập trung vô ngày hôm nay. Con nhận được hai sự lựa chọn đó từ hai lớp học. Cho nên là bây giờ con sẽ phải quyết định về lớp học của đội nào. Con cảm ơn hai đội ạ. Dạ, con về với cô Phạm Lịch. Và chú Quân Đại. Yeah, đi con. Con với phần thể hiện của mình, con đã được sự lựa chọn của cả hai lớp học luôn. Cô Mến muốn được làm vũ công cho con quá. Buồn ghê, hôm nay bộ đồ nó không có hợp. Không là nãy cô Mến bay lên, cô Mến múa cho con rồi. Thiệt luôn. Con ơi, đừng có tin cô Mến. Bạn nào cô Mến cũng nói thế, đừng có tin. Khác với con, mỗi bạn mỗi khác với con. Con cho cô hỏi là ngoài hát được thể loại dân ca đương đại thì con có hát được những thể loại khác không? Dạ là con biết hát quan họ và nhảy súp phơ đen. Rồi trúng nữa rồi. Anh Minh Sù ơi, em bị tuột mấy bé qua tay anh Đại. Hồi nào giờ mấy bé coi tivi thì thấy em hát, tưởng đâu là em hát bolero thôi. Tại vì em không có thể hiện cho nên các bé không biết, nghĩa là chú Đại mới hát được dùng nhạc dân ca. Cô My thể hiện dân gian đương đại đi. Yeah. Con ơi. Ơi, sẵn sàng luôn. Bây giờ nè, cô hát thử một câu nha. Con thấy hay thì con về đội của cô nha. Cô sẽ huấn luyện cho con hay hơn nữa. Nha. Mênh mênh mang mang phù vân điên từ vì vì phù phù chúc lắm thiên tử hồn thực nỗi lòng ai kẻ tình xin.
tìm người sao mơ. Đây, người trong mộng của con đây. Nói không chiêu trò chiến thuật gì hết, đây là chiêu trò chứ còn gì nữa. Cô cảm thấy được cái chất trong giọng của con, nó rất là chất. Và con về đội của cô thì cô sẽ làm cho con nổi bật hơn và tôn cái chất đó lên hơn. Con thì thầy Đại cứ chờ xem con sẽ ma mị hơn trong vòng tiếp theo nhá. Thương My sẽ làm cho con. Cô cùng toàn thể quý vị khán giả, con tên là Mai Anh Thư, con đến từ Dĩ An, Bình Dương. Hôm nay con đến đây con xin trình bày bài hát Con Yêu Mẹ. Tuy rằng con không sống chung với mẹ nhưng mà thông qua chương trình con muốn gửi đến mẹ bài hát này. Và con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều. Tên là Quang Vũ và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và hôm nay con xin trình bày ca khúc được mang tên Và Tôi Đi. Tôi
tôi vẫn hay mộng mơ về tương lai nhiều ánh sáng rực rỡ. Đam mê luôn rực cháy và tôi muốn vươn lên bằng chính hai đôi tay. Bao nhiêu bộn bề lo âu đường tôi đâu vực sâu khắp nơi, đôi khi lại càng buông lơi vì tôi mê những thứ không vào đâu. Cứ thế từng ngày trôi qua, đặt tay lên nhận ra chính tôi rồi thế đứng lên thêm lần nữa. Và tôi đi đi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi đi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu cho trông gai về sau. Ok, tuổi thơ cùng cha đi đó đây, tôi thường nghe bao bài ca trên xe nào có hay, đam mê cao khát cùng gió mây. Biết được khi tôi có câu ca này vui này đắm say, và đôi khi tôi sao lãng về ngày mai, quên đi hiện tại tôi không biết mình là ai. Qua bao khó khăn tôi mới biết được ước ao, bay lên bầu trời cao này cùng với khát khao gió. Bao nhiêu bộn bề lo âu đường tôi đâu vượt sâu khắp nơi, đôi khi lại càng buông lơi vì tôi mê những thứ không vào đâu. Cứ thế từng ngày trôi qua, đặt tay lên nhận ra chính tôi rồi thế đứng lên thêm lần nữa. Và tôi đi đi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi đi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu cho trông gai về sau sẽ đến nơi chân trời xa với giấc mơ bao ngày qua. Chạy theo khao khát của riêng ta sẽ hát câu ca đẹp tươi, dẫu bước qua bao ngày mưa thì giờ đây tôi sẽ bay đi thật xa. Và tôi đi đi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi đi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu cho trông gai về sau. Ok, và tôi đi đi đi, oh yeah, và tôi đi, và tôi đi, dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi đi đi, và tôi đi, và tôi đi, dẫu cho trông gai về sau. Kính thưa các thầy, cô giáo cùng tất cả mọi người, con tên là Vũ Nguyễn Bảo Ngọc, năm nay con 11 tuổi, con đến từ thành phố Đà Nẵng. Sau đây, con xin trình bày ca khúc Giọt Sương. Yeah. Có thích bài này, có thích bài này. Anh làm gì vậy anh đại? Bình tĩnh. Tôi
tôi đếm những vì sao và đón chờ nắng về. Lòng tôi không bao ước muốn, mà chỉ lên lúc ấy cũng sẽ ra đi. Hay ơi, giọng to thật mong manh. Lòng mình yên tôi không tiếc nuối, bao hận thù chẳng còn trong tôi, và hận ghen cũng sẽ cứ thế ra đi. Cùng tôi sẽ tan vào hư vô. Cũng sẽ tan màu, dù vẫn biết tôi đành phải xa người. Một niềm vui mãi đến cuộc đời biết, thế nhưng tôi vẫn cười vì khi ánh nắng chiếu lên tôi, từng tia sáng soi nhẹ dấu chân trong tâm hồn tôi. Một ngày mai nắng lên xanh màu, là hạnh phúc cũng sẽ tan màu. Đừng tiếc nuối những gì đã qua rồi. Chỉ có trong mơ, vì đã sống trong đời trái tim của những giọt sương. Miền Tây vùng đất phù sa quanh năm mưa nắng, gian nan bên ruộng đồng. Anh Ba Khía, anh Ba Khía. Mệt, con mệt. Con cũng mệt. Vậy nghỉ đi. Nghỉ đi. Ơ bố khoan. Chú là ai? Tại sao lại ở đây? Chú là thủy thủ. Cái tàu chú nó bị đắm ở ngoài đây nè. Chú sửa xong rồi, cái chú tính đi về. Cái tự nhiên chú thấy đói bụng quá, cái chú vô đây tìm đồ ăn. Vậy chú đợi con một chút để con hỏi ý kiến cái giếng thần có cho chú lại không cái đã. Giếng thần? Dạ. Có cho chú lại không? Không. Đó, đâu cho chú lại đâu. Vậy còn chú... rất tiếc. Chú đi về đây. Ông Mộc Khoan. Hả? Hồi nãy chú nói chú làm nghề gì? Chú là thủy thủ. Thủy thủ? Ừ. Vậy thôi chú đừng có đi, chú lại chơi con đi. Đâu có được, hồi nãy giếng thần đâu có cho chú ở lại đâu. Ủa, đâu có đâu, nó cho chú lại mà. Rõ ràng hồi nãy nói là không, không, đi về đi. Chú lộn mà, để con hỏi lại ý kiến cái giếng thần cái đã. Đâu hỏi lại thử coi. Chú đi hay ở? Đó, chứ cho chú lại mà. Cái giếng gì đâu mà lật mặt thấy ớn luôn á. Thì chú ở lại. Ủa mà chú có chắc chú là thủy thủ không? Chú là thủy thủ nha, chú làm hơn 10 năm rồi đó. Chú đi được rất là nhiều nơi luôn. Chú sướng quá à. Con cũng ước trở thành thủy thủ. Con ước mơ trở thành thủy thủ đúng không? Dạ. Lại đây chú hỏi cái này cái. Nói nghe nè, bây giờ á, con phải trả lời thật lòng cho chú biết. Tại sao con muốn trở thành thủy thủ? Nếu con trở thành thủy thủ, con có thể đi thăm bà con đó nha. Đi thăm bà? Dạ. Ủa mà ba má con đâu mà để bà con lên đên ngoài biển hả? Con mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Thank you.
Con nghe ông trưởng làng nói có một con bão đã cuốn trôi gia đình con ra ngoài biển. Bây giờ con không còn ba mẹ nữa. Nhưng mà ông trưởng làng cũng có nói bà con còn sống. Nhưng mà bà con đang ở một đất nước rất là xa xôi. Cho nên con muốn trở thành thủy thủ để được đi tìm bà. Bà của con ở đất nước nào? Dạ, bà con ở đất nước Việt Nam. Việt Nam? Dạ, chú có biết đất nước Việt Nam không chú? Chú à, nè. Chú không biết đâu, chú cứ vô đi ngồi đi, con kể cho chú nghe nha. Ladies and gentlemen, welcome to Việt Nam. Dạ thưa chú, Việt Nam có 3 miền Bắc, Trung, Nam. Mỗi miền có phong tục, tập quán và đặc sản khác nhau. Thôi bây giờ con với chú cùng đi qua đất nước Việt Nam. Con làm gì vậy? Dạ chạy xe đạp. Chừng nào mới tới? Đỡ hơn đi bộ chú ơi. Hợp lý, lên xe. Đi. Tới rồi. Xuống xe. Ôi. Tới đâu rồi con? Dạ thưa chú, mình đã tới Hà Nội. Đẹp quá con ơi. Ủa con làm gì vậy? Dạ con đang thi áo dài đó chú. Thước tha ghê vậy đó. Hà Nội đẹp lắm chú ơi. Ê. Có cái gì vậy? Hồ Gươm. Đâu? Ồ. Cái gì nữa? Chùa Một Cổ. Đẹp quá. Ồ. À, cái gì hoài vậy? Hồ Tây. Đâu? Yeah. Hà Nội hả? Người Việt Nam đẹp quá chú ơi. Dĩ nhiên rồi. Bây giờ mình lên xe đi tiếp nha. Dạ, mình sẽ tạm xa Hà Nội, mình sẽ đi vào miền Nam. Lên xe. Đi thôi nào. Sao lại vậy? Hả? Chú phải ôm chặt con vô. Tại sao phải ôm chặt? Dạ, mình đi qua Đại Hải Vân. Hợp lý. Ơi con ơi, con làm gì vậy? Dạ này mình đi qua đèo, mình đi xe máy nó mới nổi chú ơi. Thông minh đi. Con sao vậy con? Con bị say xe quá chú ơi. Rồi đi xe máy cũng say xe nữa con. Dạ. Tới chưa? Ý chú, kia là Huế kìa chú. Huế hả con? Ồ, kia là Đà Nẵng. Ý cầu rồng kìa. Ồ, những cái núi cao cao kia đó là Tây Nguyên đó chú. Hèn chi dôi quá trời. Chú rảnh không chú? Rảnh. Chụp hình giùm con nghe chú. Rồi quay lại đây chú chụp cho. Ủa chụp con kia vậy? Chụp ngoài cảnh kìa. Ủa mà con chụp ngoại cảnh chi vậy? Dạ em tặng cho bà con. Có hiếu dễ sợ. Đi tiếp nghe. Dạ. Tới nè chú. Xuống xe. Tới đâu rồi con? Dạ thưa chú, mình đã tới miền Nam. Con mời chú đi theo con. Mời chú lên ghe. Đi ghe hả con? Dạ. Ủa chứ bị gì vậy chú? Ghe lắc quá con ơi. Ơi con sao vậy? Ghe lắc cái chú ơi. Hợp lý, hai đứa đi chung ghe. Đi. Đi. Ở đây rất là nhiều sông và trái cây đó chú. Đúng rồi, bởi vì đây là đặc sản của miền Tây mà con. Dạ. Cô ba, lấy cho con một trái sầu riêng. Cô bảy, lấy cho con ký chôm chôm. Trời ơi, khách quen mà, bớt đi vậy nha. Chú để giùm con chú. Cảm ơn chị Bảy nghe. Ê con ơi, ở đây có hai người thôi, mua nhiều trái cây quá ăn làm sao hết. Ủa đâu mua cho chú đâu, con mua cho bà con. Nó lại có hiếu rồi. Mà con ơi chú hỏi nè, bà con ở đâu vậy? Dạ bà con ở miền Tây. Miền Tây. Ủa sao ở miền Tây mà nãy không đi thẳng tới miền Tây đi ra Hà Nội chi con? Ủa chở chú đi khám phá mà. Trời ơi có tâm ghê vậy đó. Mà con ơi con chèo nãy giờ tới đâu rồi? Dạ tới rồi chú. Trời ơi nó đi ghe mà nó thắng như đi xe vậy đó. Ủa con làm gì vậy con? Dạ con đang cắm xài trên bờ kinh nghe bảy. Ê trời đất ơi. Ủa là nãy giờ mình chèo tới Hậu Giang rồi hả con? Dạ bà con Hậu Giang mà. Mèn đen ơi.
Dễ thương quá. Xong, mình đã đi qua khắp đất nước Việt Nam rồi đó chú. Trời ơi con ơi, con rất là thông minh. Nãy giờ chú để ý nha, là con là tìm hiểu đất nước Việt Nam rất là kỹ luôn, đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa sao con thông minh vậy, sao mà ai chỉ con mấy cái này? Dạ bà con. Bà, ủa con chưa gặp bà con bao giờ, sao bà con chỉ con được? Bà con viết thư cho con nè. Ờ hợp lý luôn ha. Ý, con, bà con còn dạy con gì nữa không? Dạ con, trong cuộc sống này ai cũng phải có một ước mơ. Ừ. Chỉ cần mình biết ước mơ thì mình sẽ được hạnh phúc. Trời ơi, con ơi, con nói nghe nè, con rất là may mắn khi mà có một người bà như vậy. Bà con dạy con rất đúng và rất hay. Và hôm nay chú quyết định là sẵn gặp con ở đây, chú kể cho nghe một bí mật luôn. Bí mật gì hả chú? Đó chính là chú cũng là người Việt Nam. Chú là người Việt Nam. Ủa sao nãy giờ chú không nói? Trời, có cho nói đâu, mới mở miệng đã nó chỉ thẳng vô mặt, nó quy định không biết Việt Nam, trong khi người ta sinh ra ta lớn là ở Việt Nam. Chú là người Việt Nam. Chú là người Việt Nam, vậy chú cho con đi đi. Ừ, chú thấy là nãy giờ con rất là ngoan, rất là thông minh. Và đặc biệt nha, con là một đứa trẻ rất là biết là cố gắng để thực hiện ước mơ của mình. Cho nên chú sẽ đem con đến đất nước Việt Nam để con tìm bà của con. Dù sao ở đây con cũng đâu còn người thân, đúng không? Vậy bây giờ con chịu không? Dạ chịu. Vậy thì bây giờ mình hãy cùng nhau tiến về đất nước Việt Nam. Trời ơi, con ơi, con lanh quá trời lanh, giờ không biết phải nói như thế nào đây nè. Cái này là nghề của Hương với Nghĩa đó, chắc chị nhờ nhường lời cho Nghĩa. Nhưng mà chị chỉ có nói một ý thôi, là con có biết công ty Sen Vàng này là một trong những công ty tổ chức thành công Hoa hậu Việt Nam không? Và con là một trong những người ứng viên mà cô nghĩ là con đủ tuổi nên đi thi. Tại cái mặt con đẹp rất là truyền thống. Cái nhất, cái thứ hai nữa là con có năng khiếu. Ngoài diễn kịch thì cô nghĩ con biết nhảy múa, nếu hát nhẹ nhẹ con cũng sẽ làm được. Rất đẹp, rất xinh. Cảm ơn con. Dạ. Nhớ nha, hôm nay là con nhiêu tuổi rồi? Dạ con 9 tuổi. 9 tuổi rồi cô đợi. 10 năm sau đi thi con. 9 năm thôi cũng được. 9 năm sau bằng Trần Tiểu Vi, một trong những công ty uy tín là công ty này tổ chức Hoa hậu nha. Rồi còn phần kịch thì chắc để cho chú Nghĩa đi, chú Nghĩa thấy sao ạ? Trong cái nghề diễn á, con biết khó nhất là cái gì không? Dạ không. Là đọc diễn. Tức là diễn một mình trên sân khấu á. Một mình làm chủ tất cả mọi cái. Mình phải nói về tình huống này, mình ứng phó với tình huống kia. Mà phải làm sao để thu hút, phải hấp dẫn người xem, không có rời mắt khỏi mình. Là bởi vì trên đây không có cái gì khác. Cái gương mặt con biểu đạt được tất cả những cảm xúc khác nhau. Mà con lôi cuốn tất cả mọi người từ giây phút đầu tiên khi con xuất hiện. Rồi khi mà cái chú Phúc đến diễn cùng với con cũng vậy. Chú là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng mà con không hề bị chú làm mờ đi một chút nào cả. Con vẫn là một cái điểm rất sáng trong cái tiết mục này. Đặc biệt chú thích ở cái chỗ mà con ngồi con nói, con tâm sự về gia đình của con, về ba mẹ của con. Quẹo bi. Con quẹo vô bi đó. Con đang rất là tưng bừng náo nhiệt, con quẹo vô bi. Cái làm chú Nghĩa với cô Hương cũng giật bắn mình luôn. Sao nó vô bi lẹ ngọt vậy? Với lại rất là khó nha con. Bị gì? Cái tông nói của con đang rất là cao, rất là nhanh. Đến khi mà mình muốn dẫn dắt khán giả nghe cái tâm sự của mình thì cái đó rất là khó. Đó với một người diễn viên mà con chỉ là một đứa con nít thôi. À, con làm được điều đó. Mà cái chỗ đó con diễn rất là nhẹ nhàng, chứ không có bị sướt mướt. Con bình thản, con nhẹ nhàng lắm. Mà chính cái sự nhẹ nhàng nó làm người xem bị nhói tim. Chứ nếu chỗ đó mà mình diễn, mình khóc lóc hay mình vô nó quá mùi mẫn thì nó lại không hay nữa. Chú Nghĩa coi rất là nhiều bạn nhỏ diễn kịch rồi, trong rất nhiều chương trình. Nhưng mà khi mà các bạn nhỏ nhỏ vậy nè, khi mà diễn kịch tới rất là dễ bị gọi là diễn giả đó. Đúng rồi. Diễn bị giả giả rất là... Cô sợ lắm. Còn con ở đây con diễn thật lắm luôn á. Có những cái tình huống này vô lý, nhưng mà bởi vì con diễn rất chân thật và con tin vào cái điều con đang làm, và con làm cho tất cả mọi người tin theo con, thì đó là cái điều mà rất là tốt. Con làm cho cô Trang cười đó. Cô Trang thú vị. Cô Trang thấy tiết mục này sao cô thú Trang? Thú vị, cô Trang cười. Cái vai diễn của con là nó là cái hình ảnh của cái bạn Moana. Trong cái phim hoạt hình Moana, con có biết cái phim hoạt hình đó không? Dạ biết. Ừ, rất là đẹp, rất là dễ thương. Con ở đây cũng có được tất cả những cái điểm cái cô bé đó. Con rất là lanh trí, rồi con có thể biểu diễn được tốt. Ở chỗ là con chuyển nhiều màu sắc biểu diễn khác nhau ở trên sân khấu ha. Và cái cô thích là con có tiếng nói sân khấu vô cùng tốt. Giọng nói của con rất là sắc bén và nó phù hợp với tất cả những cái màu sắc cho cái vai diễn của mình khi mà con diễn. Cô rất là thích con và cô thấy con sẽ là một gương mặt ấn tượng của thử tài siêu nhí mùa 3 này. Chúc mừng con. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Em thì em lại quá ấn tượng với cái lúc mà bạn bước vô, bạn làm MC luôn, bạn giới thiệu ba miền, trời ơi, Nam Bắc. Bây giờ nè, bây giờ con trình diễn xong rồi, bây giờ con thoải mái rồi, tất cả những lời khen dành cho con. Bây giờ con giới thiệu giùm chú cái tiết mục tiếp theo rồi con làm MC luôn.
Tôi uống riêng nha cô. Rồi rồi, con ngồi đây giúp cô nha. Đợi con, đợi cô xíu nha. Rồi, cô gửi nè. Qua đây. Hương vị rất là đặc biệt, làm con nhớ tới một người đã từng nấu cho con ăn, mà bây giờ người đó lại không còn trên đời này nữa. Ai vậy con? Đó chính là mẹ con. Cảm xúc của anh Nghĩa như thế nào ạ? Xin mời anh. Con hát hay, con có gương mặt sáng sân khấu, nhưng mà chú Nghĩa cứ cảm giác là nó bị thiếu thiếu một cái gì đó. Chắc có lẽ là cảm xúc. Chắc là nhiều khi con còn nhỏ quá, con không có phải qua những cái ngày khó khăn gian khổ, cho nên là con chưa có cái hồn, cái cảm xúc trong cái bài hát này. Ngay cả cái đầu tiên khi con thoại với cái người mẹ đó,
Chú Nghĩa đã thấy nó chưa có vô rồi, cho nên là phải chi. Nếu như mà nhìn thấy được ở con cái khả năng thoại nó còn hạn chế đó, thì mình bớt cho con thoại lại. Ví dụ mình cầm, mình diễn rồi mình hát thay thế nào đó để mình che đi những cái phần nào còn hạn chế thiếu sót của con. Lần sau rút kinh nghiệm đừng có con đừng nói gì trơn trọi á. Mẹ gánh ngang vậy đó, cái nhìn theo cái bà bán gánh, hiểu không? Nhớ mẹ mình cái hát, hiểu không? Hát xong cái bà gánh về bà con dẫn thêm đứa con nữa. Trời ơi, cô đi cái con dòm theo vậy là rớt nước mắt rồi. Nha con. Mình có được đi tiếp hay có đoạt giải hay không, không có quan trọng. Nhưng mà đây là những ngày tháng nó sẽ đem lại cho tụi con rất là nhiều kỷ niệm rất là đẹp. Con đồng ý với cô không? Đó, còn về cái phần cảm xúc á, đó là một con đường còn rất là dài. Bởi vì tuổi của tụi con còn nhỏ quá mà, phải hiểu hết về cái tình cảm nè. Mà bỏ tình cảm qua một bên thì phải biết diễn xuất nè, thì mới có thể tròn được những cái tiết mục này một hoàn hảo 100%. Nhưng mà chỉ để nói về cái phần hát thôi á, từ đầu cho tới đuôi đi ngọt ngào như vậy là cô cũng cảm thấy cũng là một lời khen rồi. Cho nên cô chúc mừng con nha Mai Anh. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Một tràng pháo tay cho Thảo My. Cảm ơn con. Một tiết mục rất là ý nghĩa đúng không ạ? Cái bài hát này á, mở đầu mọi người thấy là cái âm thanh của nó không có được tốt lắm. Bởi vì đây chính là giọng hát của Wannabe Tuấn Anh lúc còn sống. Và đặc biệt hơn hết là ngay cái lúc mà Wannabe Tuấn Anh bệnh luôn và viết lên bài hát này, mang đến thông điệp đó chính là một cái nụ cười vẫn luôn luôn còn mãi trong trái tim của chính tất cả chúng ta. Một lần nữa một tràng pháo tay cho Thảo My. Và xin được chúc mừng cho lớp học cô Phạm Lịch và thầy Quốc Đại. Còn cảm xúc của ban giám khảo thì như thế nào vậy? Xin mời chị Đoan Trang. Tiết mục rất là hay, rất là giàu cảm xúc. Còn với cá nhân của con á, con có một cái lợi thế quá lớn, đó là con quá dẻo, là một trong những cái cần thiết nhất khi mà diễn đương đại. Cô xem cô cũng cảm nhận được cô Lịch phần nào ở trong đây. Chúc mừng hai cô trò. Cô Việt Hương thì sao ạ? Đối với cô á, nhìn đầu tiên đó là cái hình thể của con, không phải là diễn viên múa. Cô nghĩ là cái bé này nó phải ốm cơ, thì con hơi tròn người và con không make up nhiều. Con ngồi dưới con tung cái kim tuyến á, cô cảm giác tới là cái trẻ nó bị kim khuyết á. Thì khi mà kim khuyết là họ sẽ bị thụ động, mà khi thụ động á là họ sẽ hơi tròn, thì họ không có vận động nhiều. Và khi con rắc cái kim tuyến lên á thì giống như là một cái ước mơ á, giống như là mình mơ thì khi mà con kéo cái băng đen xuống á, làm cho cô rất là xúc động. Có thể đây là một cái màu nào đó mà cô Lịch kiếm được của Tuấn Anh, nhưng mà đối với cô á thì cô nghĩ là toàn bộ những đứa bé mà mơ ước được nhảy múa mà không làm được cái điều đó, có thể họ bị sanh ra và thiếu khuyết một cái gì, hoặc là bé không có đôi mắt mà bịt lại như vậy á, cho người khác có cái cảm giác rất mạnh mẽ và cố vượt lên để làm cái điều đó. Một trong những tiết mục mà cô nghĩ nếu mà đi thi á, mà ở một cái chương trình của thế giới về những người khiếm khuyết, thì cô nghĩ tiết mục này sẽ vô rất sâu á. Tiết mục này nó bước hẳn qua một cái khác, chứ không phải là về tài năng nữa, nó về cảm xúc á. Khi mà em đưa cái bài nhạc này cho ban tổ chức thì em hoàn toàn cũng không nhắc đến cái câu chuyện của anh Wannabe Tuấn Anh. Thực ra em đã từng được làm việc với anh Wannabe Tuấn Anh và em rất là quý anh ấy, và cảm giác như là nó là một cái điểm nhấn trong cuộc sống của em. Ngày hôm nay em quyết định em chọn bài nhạc này và hy vọng là My sẽ làm được tốt. Và em cảm ơn anh chị đã cảm nhận được một điều gì đó, cái thông điệp mà em không nói, em chỉ dùng âm nhạc và dùng hình thể của Thảo My thôi để gửi đến mọi người. Thì em rất cảm ơn anh chị. Em hứa là nếu Thảo My vào được vòng sau chắc chắn là sẽ có phần 2 ạ.
Chúc mừng cho con. Dành nuôi con, mai mốt con lớn lên con sẽ có cuộc sống sung sướng hơn. Con nghe cha nói mà con thấy cái nghề của cha nó nhân đạo ghê. Trời ơi, bữa nay ghẹo tôi nữa ha, ghẹo tôi ha. Con không đứng lại có. Cho cha, đứng lại con cho cha. Đây đứng lại coi chừng té. Bữa nay cha phải đi cướp rất là xa, cho nên con phải ở nhà thay cha canh giữ tài sản này. Giỏi, về ta sẽ thưởng. Cảm ơn con gái. Tạm biệt con. Tạm biệt cha. Các người
cô gái. Alibaba, cha ta đi rồi, anh hãy vào nhà đi. Cảm ơn cô gái nhé. Mệt mỏi ghê. Mới mời vô luôn chưa làm gì luôn sao mệt mỏi vậy? Không phải, đây là con thần chú nhà em. À, thì ra đó là cái mật khẩu của cái cửa này. Đúng rồi. Nhưng mà Alibaba ơi, cha ta đi rồi, anh hãy lấy vàng bạc cho bác của nhà ta đi. Ôi, cô thật là đáng yêu. Có gì đâu, nhà ta có điều kiện mà. Với lại, trong mắt ta, Alibaba là một vị anh hùng. Anh Alibaba, ở bên đây nè. Anh Alibaba, dừng ta lại. Cô chủ, sao cô chủ cho Alibaba vào đây? Đây là chuyện của ta, ngươi đừng xen vào. Cô chủ, nhưng mà nếu ông chủ biết được á, ông chủ sẽ la tụi tôi đó. Cô đã làm như vậy nhiều lần rồi. Ta có lý do riêng của ta. Lý do gì chứ? Bởi vì Alibaba là một vị anh hùng. Cảm ơn tất cả mọi người. Cô chủ, dù đó là lý do đi nữa, cô chủ cũng không được làm như vậy. Ông chủ sẽ la tôi và la cô chủ luôn đó. Các ngươi đừng lo, anh Alibaba đã có em ở đây rồi. Anh cứ thỏa thích mà lấy vàng bạc cho bác của nhà em đi. Mệt mỏi ghê. Chết, cha em về. Bây giờ tao phải làm sao? Anh núp xuống đi, để em với người hầu che vô cho anh. Ồ, em che kính lắm đó. Sao hôm nay cha về sớm quá vậy? Tại vì cha vừa chợt nhận ra cha không nên để con ở nhà một mình, cho nên cha quyết định hôm nay không đi cướp nữa, ở nhà chơi với con. Khoan cha, con có trò này vui lắm nè. Trò gì? Cha ngồi xuống đi. Cha nhắm mắt lại đi. Nếu mà cha mở mắt là thua con đó nha. Anh Alibaba. Bí mật nữa à? Mệt mỏi ghê. Tính bỏ trốn à? Hay lắm. Con gái, cha rất thất vọng về con. Nếu như ngày hôm nay cha không về đây bất ngờ như vậy, thì làm sao biết được hắn ta vô đây để ăn cắp nhà của chúng ta. Còn ngươi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay. Cha ơi, khoan đã. Lỗi là do con, chính con đã đọc thần chú cho Alibaba vào. Tại sao con lại cho hắn vào đây để ăn cắp vàng của mình, đem về làm của riêng? Cha ơi, con thấy nhà mình quá là nhiều vàng bạc châu báu. Còn Alibaba lấy vàng bạc châu báu về không phải là của riêng cha ạ. Vậy thì hắn lấy về để làm cái gì? Tại vì ông không biết thôi. Anh ta lấy vàng bạc châu báu giúp đỡ cho những người nghèo xung quanh đó cha. Đúng vậy, tại vì ông không biết. Nếu như không có số vàng của ông thì những người nghèo họ sẽ trải qua cuộc sống cực khổ hơn nữa. Đúng rồi, cha tin anh ấy đi. Anh ấy nói thật đó cha, chứ không phải anh ấy nói xạo đâu. Nhưng mà con gái à, con có biết là cha rất cực khổ mới cướp số vàng đó về đây hay không? Và cha làm tất cả là vì con. Cha muốn con lớn lên là phải sống trong sung sướng, sống trong vàng bạc châu báu. Cha ơi, con không cần sống trong một căn nhà nhiều vàng bạc châu báu như vậy. Con không muốn cha đi cướp nữa. Con không muốn người ta gọi con là con cũng một tên cướp. Con muốn được đi học. Con muốn được có bạn bè. Lớn lên, con sẽ giúp đỡ những người nghèo xung quanh giống như anh Alibaba đó cha. Cha xin lỗi con. Vậy mà đó giờ cha cứ nghĩ là cha cướp được nhiều vàng về đây là con sẽ sung sướng, là con sẽ vui vẻ, con sẽ thích. Vậy mà cha không biết được cái con cần nhất là thứ gì. Con gái, cha hứa với con, cha sẽ không đi cướp nữa. Chẳng những vậy, cha sẽ cho con đi học. Con sẽ gặp được bạn bè. Cha ơi, cha nói thật hả cha? Cha đừng có nói xạo con nha. Cha nói thật. Anh Alibaba, vậy là ước mơ của em trở thành hiện thực rồi. Vậy thì hay quá. Yeah. Hey, Bruno. Cha sẽ cùng với con và Alibaba đem hết số vàng này đem phân phát cho người nghèo để chuộc lại lỗi lầm của cha. Tôi đồng ý với ông. Con cũng đồng ý. Vậy thì bây giờ ăn mừng, từ nay cha sẽ không đi cướp nữa. Yeah.
Và đó chính là Minh Vy với tiết mục Alibaba. Con đa năng quá à. 5 tuổi mà cái gì cũng biết hết trơn á. Bây giờ diễn hài cũng làm được luôn rồi, vô bi nữa. Gần 60-70 con người, không ai nhớ quên cái Migo cho nhỏ, mà con nhỏ tự tin, con nhỏ bình tĩnh. Con nhỏ 5 tuổi đầu mà như 50 tuổi. Đứng lấy cái micro miệng chỉnh vô cái mỏ hát luôn mới ghê. Như vậy mới thấy con hát live luôn mới ghê chứ. Hả? Con đã mang con gì hơn? Có tiết mục nào chị lắc đâu, tiết mục này chị ngồi dưới chị. Phải lắc chứ, lắc mụ con nhỏ. Yeah, mà con nhỏ kêu cái... micro micro micro. Mà không nhớ. Em lo, em lo cái bông gì quá. Tôi muốn xỉu, tôi muốn rụng nụ, nụ xém rụng. Trời, thì lúc đó là biết thế nào cũng sẽ phải hát nữa. Mà nhìn anh lúc anh lo liền, lúc con bé nó chưa hoang mang là anh đã lo trước rồi. Anh nói ủa chứ, rồi sao mai đưa micro cho nhỏ trên rồi sao nó hát. Con có chút xíu trên sân khấu thôi, con nhỏ tiếu chiều chiều kìa đó. Mà con ra con diễn, con hát tự tin, mặc dù con hát nó bay, nó lạc. Cái nốt nó bay trên nóc nhà đó, không có đậu xuống được. Nhưng mà bỏ qua cho con được hết. Bởi vì con nhỏ quá mà con 5 tuổi mà con vừa diễn, con vừa múa, con vừa hát. Quá dễ thương, con quá duyên dáng luôn đi. Dạ con cảm ơn chú Đại Nghĩa. Con cô Đăng Trang là sáng đi lên đây là mấy tuổi? 4 tuổi rưỡi. 4 tuổi rưỡi đây đó. 5 tuổi. 4 tuổi rưỡi ở nhà cái gì cũng nói. Xong rồi ra kêu chào cô Việt Hương đi con thì đứng hình. Còn con người ta là đẩy ra một cái mất micro cũng quất luôn. Bởi vậy cho nên là biết tính sao luôn. Sao nữa. Chúc mừng cho đội. Đừng buồn khi lúc tay còn chờ.
thương quá à. Bây dễ giờ con nghe cô Ốc nhận xét trước đi, chứ cô Ốc rưng rưng rồi, hồi cô Ốc khóc rồi cô không có nói được nữa. Cô Ốc đã biết bạn Tuấn Tú từ trước, cô rất là thích con, tại vì Tuấn Tú có một gương mặt đúng như cái tên của con. Gương mặt rất là sáng sân khấu và làm cho người ta có thiện cảm với con ngay tức khắc. Bài hát này thực ra cũng nhiều tâm sự, là một bài hát buồn. Nhưng mà cái cách con hát làm cho cô cảm thấy nó không có bị quá ủy mị. Và cô thích cái tinh thần như vậy. Có đôi chỗ cô thấy hơi hơi bị lơi lơi nhịp, hơi bị chậm hơn cái nhịp một chút. Nhưng mà cái cách mà con điềm tĩnh để mà con quay trở lại và con làm tốt hơn ở phần sau thì cô nhìn thấy. Và cô thích cái sự nhẹ nhàng, thanh tao của con. Cô nghĩ rằng là bao nhiêu đó thôi là cũng đủ ghi điểm rồi ha. Cảm ơn con cô rất ạ. Là nhiều tổng biết tổng sao mà con hơi bị lơi nhịp không cô Ốc? Là do có một số cái từ á, mình nhấn vào cái từ đó mình luyến nó hơi lâu hơn mức bình thường. Ví dụ như là cái từ, cái đoạn mà buồn vì trời mưa hay bão trong tim, thì con luyến cái chữ bão á, thấy nó bão lớn quá con. Thấy nó bão lớn quá luôn á. Luyến nó dài hơn một tí, nó chỉ một tí thôi, nhưng mà chính vì vậy nó lại bị lơi nhịp ở những cái đoạn sau. Nhiều khi mình hơi tham xíu, mình luyến nó hơi lâu một chút, mình kéo nó hơi dài một chút, đâm ra nó hơi bị trễ nhịp một chút vậy thôi. Cảm ơn con. Cảm ơn chú ạ. Cô Trang sẽ còn nhận ra nhiều điều nữa để dành tặng cho con. Xin mời cô ạ. Cô là luôn luôn rất là nể phục những người ca sĩ mà hát cái dòng nhạc trữ tình hay là bolero. Bởi vì những người hát trữ tình á cần cái cột hơi dài ghê lắm. Và bản thân tụi con là những bạn nhỏ mà tụi con đã yêu thích cái dòng nhạc này, và tụi con còn hát hay nữa. Nhưng mà mình phải tập luyện nhiều hơn nha con, để câu chữ của mình, tất cả những cái luyến, những cái hơi mình nhả chữ này kia nó sâu hơn thì cái bài của mình nó ngọt hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay cô thích con ở chỗ là con rất là thư sinh nè. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Tuấn Tú. Lúa năm tấn vượt lên, xanh ngát màu xanh trên tầm đã.
Lúc mà hả bạn Thu Hằng vừa xuất hiện một cái là cô nghe giọng cười hả 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 nè, chú Đại Nghĩa nè. Tại biết sao trước đó là mấy cô đang cô ra đang ra từ trong đi ra, ra đi ra liên tục ngồi nhí. Đó những người lớn mà đang quen mắt tự nhiên cái tầm nhìn thụt xuống chút thành ra chú mới cười mà nó dễ thương lắm. Con ơi, quê con ở đâu? Dạ thưa chú, là quê con ở Bắc Ninh ạ. Đúng luôn, đúng là Quan Họ. Nghe ra cái chất giọng nó, ủa sao bé này hát ra cái chất Quan Họ quá, mà trong khi còn nhỏ như vậy mà ra được cái chất đó rất là khó. Thì ra đúng là quê hương của con luôn ha. Thu Hằng là một bạn rất là tự tin. Con tự tin, con hoạt ngôn và con làm chủ mọi thứ ở trên sân khấu. Và lại rất là có duyên nữa. Nhìn có phần hơi già dặn chút xíu so với cái tuổi của con. Cô nhìn Vân ơi, con không cảm giác là bạn ấy lớn lắm vậy đó. Ở ngoài hiền quéo à, lên sân khấu vậy đó. Wow. Vậy hả? Đối với cô á, là con có một cái gì đó làm cho cô cảm thấy thu hút lắm. Mặc dù con không có phải rần rần ồn ào, nhưng mà sâu trong con người con là một cái gì đó rất là lớn lao. Bởi vì con có được một cái sự điềm đạm từ tốn trên sân khấu, con xử lý. Tại vì cô biết là đôi khi có những cái đoạn nhạc con đang dọ coi phải vô chỗ đó không, nhưng mà con dọ rất là khôn, con không có để cho ai biết hết, con hát theo và đúng rồi, thế là con hát lớn lên cái từ chỗ từ. Mà phiêu phiêu đó, đó cái chỗ mà hát phiêu hơ, vô can hơ. Cho nên cái đó là một cái sự chững chạc ở trên sân khấu đó con, mà không phải ai cũng có được. Chúc mừng con. Đường phố xung quanh tấp nập người người. Hãy
hẹp nhìn ra ô cửa nhỏ, thềm giống đôi chim đang bay lượn chìm trong giấc mơ. Mơ về cánh đồng có những đóa hoa vàng, mơ ngày nắng hồng mặt trời buông nãy á, lúc con hát á, chú Duy thấy đầu tiên cô Ốc ngồi vậy nè, xong con hát lên càng về sau cái cô Ốc rướng lên, cái tới mà lúc con lên tông cái cô Ốc ngồi vậy nè. Đúng không cô Ốc? Con mà hát cao lên một tông nữa thôi là cô Ốc leo lên bàn ngồi. Cô là muốn đu theo cái chùm bông bóng bay là cô bay lên trên luôn á. Sao vậy? Hình như là Đại Duy nhớ là cô Ốc cũng rất là thích nghe bài này thì phải. Cô Ốc nghĩ rằng là không ai trong phim trường ngay lúc này mà lại không thích nghe bài này với giọng hát của con. Wow. Giang Y, con có biết con có một cái nội lực khủng khiếp, một cái nội lực làm cho người ta không hiểu là tại sao lại có một cái sức mạnh lớn như vậy ở bên trong con người con. Vài đôi chỗ cô nghĩ là nó hơi không chuẩn lắm một chút xíu, nhưng nó không đáng kể so với tất cả những gì quá tốt mà con đã làm được trong bài hát này. Cô không hiểu tại sao nhưng cái giọng hát của con nó vẽ ra cho cô một cái không gian cực kỳ rộng lớn. Cô tưởng tượng là cô đang phải đứng ở một thành phố mới, nơi đó có những tòa nhà cao tầng, nơi đó có cả một cái đường chân trời, và mình thấy được một cái tương lai rất là rực rỡ và tươi sáng với giọng hát của con. Con làm cho mọi thứ nó giống như được thắp lên một cái ánh sáng, một cái thứ ánh sáng lấp lánh rất là kỳ lạ từ giọng hát của con. Cô nghĩ rằng là con đã làm được một cái điều rất là đặc biệt. Hay lắm, rất là khỏe, giọng hát của con rất là khỏe. Mà cái mà cô khen con là thường á, những cái người mà hát nội lực á, giọng khỏe, giọng ngực á, thì thiếu cái độ mượt. Nhưng mà con bỏ nhỏ tuyệt vời. Con đang hát cái câu đó nó rất là cao trào, nhưng mà con bỏ nhỏ lại và con ngân rất là nhẹ. Thì mấy cái điểm đó là mấy cái điểm thực sự là vô cùng quý giá của riêng con. Và cô nghĩ là cái này, những cái giọng hát như bé này mà đưa những cái bài cao trào vô chắc đã lắm. Cho nên cô nghĩ con rất là tiềm năng, và hy vọng là cô được thấy con ở vòng sau nữa. Cái giọng con nó vang, nó sáng, mà con hát cái điều đó nó rất là nhẹ nhàng, không có một cái sự cố gắng nào cả. Ở những nốt cao nhất con hát, cái gương mặt con nó vẫn cứ hơn hớn như thế này nè, nó vẫn cứ như đang cười, và âm thanh nó cứ phát ra như không, chứ không phải một cái sự cố gắng nào, mà âm thanh nó cứ tuôn trào ra, nó ào ạt, cái cường độ của nó, cái nội lực của nó dồn dập, nhưng mà không làm cho người ta cảm thấy mệt nha. Chúc mừng con, chúc mừng đội thầy Đại luôn, đã có một chiến binh đầy nội lực. Thầy Đại tập với con lâu không? Thật sự là khi mà thầy chọn bài cho con thì chọn một cái bài nhẹ nhàng hơn xíu. Mặc dù thầy rất thích bài này nhưng mà thầy không có dám đưa con bài này. Nhưng mà con có nói là thầy ơi, con rất thích bài Chợt Như Giấc Mơ, thầy cho con hát được không? Nó nói bài đó khó lắm nha con, nó xử lý nhiều cái sắc thái từ trong cái cách hát nè, rồi trong cái tình cảm của bài hát, rồi bỏ nhỏ, rồi staccato, legato, rồi mọi cái kỹ thuật nó rất là nhiều.
con dám làm không? Nó con thích lắm nhưng mà thầy cho con thử đi, con sẽ làm được. Và hôm nay thì con rõ ràng là cái sự tiếp thu của con, mặc dù con với thầy làm việc thật sự là mới 4-5 ngày thôi, gần tới ngày thi thì mới gần gũi nhau để mà chuốt từng nét và con thông minh cực kỳ, dạy tới đâu là làm lại y chang tới đó. Cảm ơn thầy Phước Đại và chúc mừng thầy Phước Đại đã có một học trò trong lớp của mình thể hiện được đúng với cái tinh thần mà thầy mong muốn. Cảm ơn con, chúc mừng con. Việt Nam tôi đó, quê hương tôi sông núi nghìn trùng. Việt Nam tôi đó, có mẹ già, có mái tranh xiêu. Việt Nam tôi đây, có màu xanh đồng lúa thơm vàng, có cánh diều mơ ước tuổi thơ, lời ru hời nhịp vọng đông đưa. Việt Nam tôi hỡi nhớ cha ơi, tiếng khóc nghẹn lời. Việt Nam tôi hỡi, đã bao lần súng nó bom rơi. Việt Nam tôi đây, người khóc than vẫn nở nụ cười, người bước đi xa mãi một thời, những ngàn lời vẫn nhớ Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam tôi đã bao lần thời binh coi. Nước Việt Nam vẫn hiên ngang nòi giống lạc hồng. Nước Việt Nam vẫn còn đây con cháu tiến rồng. Trong con người còn dòng máu Việt Nam. Đất Việt ơi, xin muôn đời tạ nghĩa ơn sâu. Dù nơi đâu xa quê hương vẫn nhớ quê nhà. Nhớ Việt Nam, lòng thiết tha dáng vóc mẹ già. Con được là người Việt Nam. Cảm ơn mẹ cho con được là người Việt Nam. Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam.
trống đồng ấm vàng rừng nuôi thắm máu đỏ trên đất mẹ yêu thương. Hãy giữ lấy màu xanh to cõi đất Việt ơi, muôn thuở bên người. Đẹp biết bao quê hương Việt Nam, đẹp biết bao tiếng ru giữa trưa hè, còn buồn hồn ngàn lần lên đất, đất mẹ Việt Nam mãi ôm con vào lòng. Chiều trái tim con người Việt Nam, chiều cánh tay dây đắp nước non này, nắm chặt tay giữ yên bờ cõi, tiếng vọng ngàn đời sự sách mãi còn lưu danh. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Chúc mừng Thái Hà đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe phần nhận xét từ ban giám khảo nha. Xin được mời cô Ốc ạ. Trời ơi, cô phục Thái Hà quá à. Con tập trung và con nghiêm túc theo dõi tiết mục của con, không thể rời mắt được luôn. Không dám lít ngang lít nhọc thì cô không có muốn bỏ qua bất kỳ một cái khoảnh khắc nào của con trên sân khấu, và muốn được tận hưởng cái giọng hát của con. Con hát live hay là con thu đĩa vậy? Con có cảm giác giống như là thu rồi phát lại á. Trời ơi, nó trong mà nó không có một cái lỗi nào luôn á. Gần như là hoàn hảo luôn. Chỉnh chu đến mức mà đáng ngạc nhiên trong cái tiết mục này. Xin hỏi thầy Quốc Đại là cái việc tập tiết mục này cho bé Thái Hà nó đã diễn ra như thế nào ạ? Ở vòng trước nhận được cái sự góp ý của ban giám hiệu là con quá buồn. Vòng này thì nhiệm vụ của thầy là phải lột xác cho con. Cả hai bài hát đối với con đều hoàn toàn mới, nhưng mà khi giao bài thì con rất là thích. Con hôm nay đã làm thầy tự hào về con rất nhiều. Con cảm ơn thầy ạ. Xin mời thầy Đại Nghĩa ạ. Câu chuyện về Trần Quốc Toản cũng là một câu chuyện quen thuộc với tất cả chúng ta. Ở đây bản dựng cũng không hề mới, nhưng mà cái điều ấn tượng nhất của chú giống như cô Ốc cho nên là cái giọng hát của con thôi. Mới có câu đầu tiên con cất lên là trời, chú nghe là chú sẽ thích rồi. Và sau đó những cái câu con hát tiếp theo không phải chỉ là nó hào hùng, mà nó còn có cái sự tình cảm, cái sự ấm áp, cái độ ngân trong cái giọng của con. Và những cái nốt cao con hát rất là sáng và rất là tròn trịa. Từng chữ một con hát, dù là nốt cao hay nốt thấp, chú Nghĩa đều nghe được hết. Chúc mừng con. Con cảm ơn thầy ạ. Giọng hát của con vô cùng là giá trị. Cái rung của con rất là hay, ngọt ngào, tình cảm, nhưng mà cũng có những cái lúc đẩy cao trào lên. Giọng rất khỏe và rất vang sáng. Và để có được điều đó, phải nói thực sự là công của thầy Quốc Đại của con. Công chọn bài, công chuốt tất cả những cái lỗi. Bởi vì so với cái tuần trước cho tới bây giờ, con hoàn toàn khác. Bài này mượt mà hơn, nuột nà hơn, câu chữ hơi hám, đàng hoàng tử tế. Để tất cả những gì diễn ra trên sân khấu, chỉ nổi bật nhất là một mình con thôi. Có một điểm cộng là khi mà con đi ra, con bước ra với một dáng vẻ rất là oai hùng. Và cô chúc mừng con cho cái tiết mục rất là thành công vừa rồi. Chiều qua quên đi ngôi nhà, từ đây em bé bơ vơ, sẽ không còn cha, sẽ không còn mẹ nữa. Cơn bão chiều qua cuốn đi con đường về một mái ấm đơn sơ, ước mơ của em.
một thế giới ấm áp tràn yêu thương, nơi sẽ chia hạnh phúc. Ngày mai tươi sáng cho em những gì hy vọng, đó là mai trường. Dù rằng em bước thanh thang, hồn nhiên như chim bồ câu tung cánh về một thế giới cho em những gì tốt đẹp, đó là tấm lòng của bao người. Của bao người. Cảm ơn Vũ đoàn Đam Mê. Chúc mừng Hà Vi. Thầy Cường, có chuyện gì đã xảy ra với thầy? Tại cái lúc con hát, con có hơi bị tập trung quá. Có một số cái con không làm đúng cái ý, đúng không? Nhưng mà về sau đó thầy thấy con lấy lại bình tĩnh. Cảm ơn con. Hà Vi ơi, mệt không con? Dạ không. Con có hài lòng với tiết mục của mình không? Dạ một nửa. Một nửa. Có phải do hôm nay mình hơi hồi hộp, hơi căng thẳng chút xíu không con? Sự là cháu phải đi bác sĩ hai ngày nay. Đó, ngày... chú nghĩ rằng con mệt. Hai hôm nay là cháu đi bác sĩ. Và cái ngày hôm qua chạy chương trình đó là ù tai không nghe gì hết luôn. Một phần là vì bài hát này khó quá. Nếu mà không bản lĩnh là sẽ rất là dễ bị lôi ở một số đoạn. Nhưng mà không thể phủ nhận được rằng là Hà Vi vẫn có một cái chất giọng rất là đặc biệt, đầy nội lực, nó khỏe và nó rất là nhiều tâm trạng, nên là nó vẫn truyền tải được cái điều bài hát này muốn nói. Cảm ơn con. Chú Nghĩa có cảm giác giống như cô Vân vậy đó. Cảm giác con đang cố, con hết sức, con rướng để con hát, và nó không có thực sự được thoải mái. Và cái điều đó nó còn hiện rõ lên trên gương mặt của con luôn. Thì đây cũng sẽ là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta tham gia một chương trình nào đó đó con. Phải giữ được cái sức khỏe của mình, phải giữ được một cái trạng thái nó tốt nhất cho cái ngày thi. Cái âm sắc giọng của con chú cũng rất là thích. Ráng giữ gìn sức khỏe cho tốt con nha. Dạ. Bài này là một bài hát rất rất là hay. Tuy nhiên á, để hát được bài này tốt á, phải có thời gian để cảm nhận được cái điệu của cái bài này. Tiết tấu của bài này là kiểu phân kỳ, nó hơi rock alternative, thì nó rất là khó để mà có thể bắt nhịp được nó. Cần phải có cái nhịp ở bên trong là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đủ cái thể lực của mình để mà đi hết tất cả các quãng. Bài này vô cùng khó, cao độ lên xuống, phải có thời gian vừa cảm được âm nhạc, vừa tập thật là kỹ thì hát mấy cái đó nó tròn trịa đâu đó hết á. Người ta nghe, người ta mới cảm nhận mức sức khỏe chút xíu, nhịp chưa chắc hoặc là cái cao độ chưa vững. Giống như cái đường ray, nếu như cái nốt của mình nó đi trật ra đường ray một cái là người ta thấy được mấy cái lỗi đó của mình liền. Đó là cái vấn đề của con ngày hôm nay thôi, chứ cũng giống như là chú Đại Nghĩa và cô Ốc Thanh Vân. Từng con sông lớn đang dần trào thành bão giông, không ngừng xua hết đi cả những khát khao. Lòng này tan vỡ, chỉ còn lại những đớn đau, khiến từng lời nói tan vào gió mưa. Chẳng thể khóc, cũng sẽ không thể gục ngã. Dù chìm trong ngục tối, cũng sẽ không ngừng nuôi giấc mơ. Tôi không im lặng nữa, trong khi những rối gian đang hiện lên, làm che lớp những hy vọng ngọt ngào. Chẳng thể nào
năm trước có những điều luật khác nghiệt và chưa bao giờ có thể đổi thay. Nhiều điều vô nghĩa không khi nào được nói ra, giờ thì đã đến lúc phải khác đi. Vì tôi sẽ đứng lên từ hy vọng để giấc mơ vụt bay đẹp như ánh sao ở nơi xa xa. Tôi không biết làm nữa, tôi không sống trong dung sợ ai và sẽ bước đi tìm bình yên. Chẳng thể nào ai đắm chìm với im lặng, không thể có thể buồn bã khi máu sông đang trào dâng. Tôi sẽ vỡ tan sự lạc cơm, chẳng thể nào ai đắm chìm với im lặng. Nếu nơi này chìm trong tối tăm thì tôi sẽ hóa ngôi sao dạng ngời, sẽ hóa thành ngọn lửa mang cháy đang sáng rộng cánh bay qua trời cao và lắng nghe trái tim hát lên không còn im tiếng. Từ nay những bước chân này sẽ không lo sợ hiểm nguy, chẳng thể nào mãi đắm chìm với im lặng, không thể sẽ vỡ tan. Từ như những cơn sóng không ngừng trôi và mang theo bao giấc mơ tuyệt vời, chẳng thể nào mãi đắm chìm với im lặng, chẳng thể nào mãi đắm chìm với im lặng, không thể. Xin cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Đây là một cái ca khúc rất là khó, rất là quen thuộc đối với nhạc phim, phim Aladdin. Và cô bé này đã hát lại cái ca khúc nhạc phim Aladdin và lời Việt từ do Ái Phương viết lời. Thì do đó một cái ca khúc nhạc phim thì chắc chắn sẽ là một cái thử thách khó đối với cái độ tuổi của mình rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ lắng nghe và nhận xét từ các thầy cô trong ban giám hiệu nha. Xin được mời cô Đoan Trang ạ. Wow, cô không ngờ một cô bé 9 tuổi mà có thể hát được một bài hát này. Cô muốn một tràng pháo tay nữa dành cho con. Cảm ơn cô ạ. Đây là một bài hát âm vực quá rộng đi, bởi vì nó có cái phần đầu là những cái nốt giới thiệu, cho nên là nó rất là thấp, bởi vì đó là những cái nốt tự sự, rồi sau đó nó mới đi vào cao trào và đẩy cao trào liên tục thì bắt buộc mình hát rất là mệt đó con. Mà con có một cái giọng hát khá là hoàn chỉnh. Ban đầu thì khi mà cô nghe giọng con lúc đầu thì nó hơi tối, thì cô cũng vẫn lại lo cái câu chuyện về tông. Nhưng mà sau đó là cái phần sâu quá cao thì đây là câu chuyện về âm vực. Mà với một bài hát âm vực rộng như vậy thì chắc chắn là thầy của con không có cách nào khác là chỉ giữ cái tông đó để đủ cái lực hơi của con để giữ được những cái nốt ở dưới, những cái nốt trầm nhất và nốt cao nhất cho con thôi. Và như vậy là một cái sự cố gắng rất là lớn của con rồi, và cô đánh giá rất là cao, rất là tốt, rất là tuyệt vời rồi. Bởi vì cái phần biểu diễn này được dàn dựng rất là hoành tráng, có các cô chú xung quanh với những cái đạo cụ rất là to. Một em bé 9 tuổi nếu như không đủ kinh nghiệm thì tụi con sẽ bị dễ bị choáng ngợp. Rồi còn đeo ở trên đầu những cái nón này kia, mặc áo váy dài, rồi phải diễn với các cô chú mà ở cái thế lực đen tối đó, là trong cái phần điệp khúc đó. Nhiều cái phần đó cộng hưởng lại cho thấy là con là một em bé rất là bản lĩnh, và đây là một phần biểu diễn thành công đối với cô. Xin chúc mừng con và thầy Quốc Đại của con. Dạ, cảm ơn cô Đoan Trang. Con mời cô Ốc Thanh Vân nha. Dạ, người biết không, cô thích bài hát này khủng khiếp luôn. Không biết là mọi người đã xem bộ phim Aladdin phiên bản mới nhất chưa? Bộ phim này với phiên bản lồng tiếng Việt á, hay nhức nhối. Tất nhiên là sẽ có sự so sánh giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng cô thấy rằng là ở bản tiếng Việt gần gũi và mọi người hiểu được hết tất cả nội dung. Và cái đoạn nàng Jasmine phải chiến đấu để bảo vệ vương quốc của mình và không thể im lặng trước những cái thế lực xấu nữa, một cái đoạn mạnh mẽ mà cho thấy cái cá tính của cô nàng này. Nên đến khi mà cô thấy là tiết mục của mình là hát lại bài hát này, cô có hơi ngạc nhiên là ủa tại sao, nếu vậy không để cho Gia Nghi hóa thân thành nàng Jasmine luôn với bộ trang phục đó, cái bối cảnh đó thì sẽ rất là đẹp.
Nhưng mà sau đó thì cô đã hiểu lý do. Thông điệp rất là hay và được lồng ghép trong bài hát này. Và thật sự nó rất là phù hợp với ngay lúc này. Trong cái lúc mà mình đang ghi hình thì vừa rồi vừa mới xảy ra một vụ cháy rất là lớn ở Hà Tĩnh. Làm sao để con người ta có thể bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp đây? Tất cả là phải nhờ ý thức của mọi người và chúng ta cần phải làm điều đó. Và một đứa trẻ nhỏ như con cũng đã hiểu được điều đó rồi và con đã thể hiện trong ca khúc này. Cô rất là cảm phục cái việc mà con đã rất là cố gắng cho bài hát này cũng như là cả sự dàn dựng của thầy Quốc Đại. Cô nghĩ đây là một tiết mục rất là đẹp. Đúng là chúng ta không thể im lặng được nữa. Chúng ta sẽ phải lên tiếng và mọi người đều phải làm tốt cái việc này để bảo vệ mọi thứ xung quanh, đúng không con? Riêng đối với Gia Nghi thì hồi nãy cô Đoan Trang có góp ý con về phần giọng hát rồi. Chắc là bạn Nghi cũng biết rồi. Thì mai mốt cô nhắc Nghi chút xíu thôi nha. Đôi khi mình diễn đó thì có những lúc trang phục hay là tóc của mình đó, nó có thể làm mình hơi bị phân tâm một chút. Cô biết là con cũng không muốn, nhưng mà lúc mà bước ra sân khấu lúc đó con đang rất là đẹp nhưng mà tóc con che mất tiêu, còn thấy con bên mắt à. Nếu mà mình hát mình thấy con bên mình cũng hơi khó chịu, đúng không? Thì lúc đó mình có thể mình linh hoạt xem mình có một cái động tác nào đó để mình hợp lý hóa cái chuyện mình hất tóc hay không. Cái đó chỉ là một chút xíu nhỏ thôi, Gia Ghi sẽ làm được điều đó. Còn về cơ bản thì con đã làm rất là tốt rồi và cô nghĩ là tiết mục này chắc là sẽ rất là nhiều người thích và sẽ chia sẻ rộng rãi đó. Thầy Đại Nghĩa tính làm thơ nữa. Em đâu bắt lỗi gì đâu mà anh... Cái dán tóc thôi cũng bắt lỗi con nhỏ nữa. Cái đó là em nói bé là lần sau bé lưu ý hơn thôi. Chứ hình ảnh bé đẹp tự nhiên che mất bên mắt rồi. Mới có 9 tuổi hát một cái bài nó khó như vậy. Nó cần phải có cái sự tập trung cao độ. Thời gian đâu, tâm trí nào mà nghĩ tới cái chuyện cọng tóc nó che cái mặt. Trời ơi con ơi, nó thiệt nha. Cỡ như chú hay là cô Dân mà hát cái bài này, bây giờ tóc nó ụp nó che hết cái mặt. Chú cũng không có tinh thần mà dán ra nữa con. Thật sự thì thầy Đại cũng thấy mình rất là ác khi mà đã giao một cái bài hát này cho con. Bởi vì đây là một bài hát mà thầy đi xem phim thầy quá thích đi. Và thầy nghĩ rằng mình phải làm ca khúc này trên Thử Tài Siêu Nhí. Nhưng mà thầy hay chứ, thầy cập nhật vừa cái bài hot của phim mới của Aladdin nè. Thầy vừa cập nhật cái tình hình thời sự bây giờ, vừa cháy rừng xong. Cho nên là rất là cộng hưởng, rất là hiệu quả. Nhưng mà đối với thầy hôm nay, con đã làm rất tốt so với những gì con đã tập cho tới giờ. Tới hôm nay là thầy thấy con phát triển rất là tốt. Mà mỗi ngày con mỗi tiến bộ rất là nhiều. Thầy tin rằng là nếu như mà con có cơ hội đi tiếp, con sẽ làm còn nhiều điều tốt nữa. Cố gắng con nha. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng ta vừa đến với một cái tiết mục dự thi mà nó không chỉ dừng lại ở việc là nhận được bao nhiêu điểm số, mà chúng ta đã nhận được một cái thông điệp rất là rõ ràng từ tiết mục dự thi của bé, đó chính là hãy bảo vệ yêu thương môi trường. Và chúng tôi cũng muốn được gửi lời cảm ơn đến với Vũ đoàn Phương Việt, đến với các thầy cô trong lớp học Nhi Sắc Nhí và tất cả những thầy cô trong ban giám hiệu của trường Thử Tài Siêu Nhí đã tạo một cái sân chơi ngày hè như thế này để các bé có thể mạnh dạn nói lên những thông điệp.
hoài hương, bạn yêu thương quá hình bóng quê nhà. Nhớ, nhớ sao cũng đang tơ đồng quả dây từ âu thơ. Đây xuân dài, kia ruộng đồng, trời đêm trắng chiều bóng sông thơ. Tiếng ca của mẹ ngày xưa con khóc khi nghĩ về quê xa, mắt bỗng ướt nhòa, nhớ cha nhớ mẹ nhớ về miền quê con lúc con. Bạc Liêu giấc mơ tình yêu, dân gian ca rằng Bạc Liêu là xứ cơ cầu, chỉ sống cả chốn trên bờ Triều Châu. Xin cảm ơn Vũ đoàn Đam Mê và chúc mừng Tuấn Tú. Trời ơi, thằng bé bữa nay em nhìn, em nói thiệt y như kiểu anh Nam Cường mà thu nhỏ lại đó. Y hệt như anh Nam Cường luôn. Cha nào con nấy luôn. Cưng thiệt là cưng vậy đó. Xin được mời cô Đoan Trang sẽ có đôi lời nhận xét về tiết mục dự thi này. Trời, hôm nay Tuấn Tú nhìn giống công tử Bạc Liêu thiệt luôn á. Nhìn ra dáng vẻ hào hoa. Có điều là công tử Bạc Liêu này hơi ốm, hơi ròm á, về phải ăn thêm nha. Yeah. Ăn thêm cho công tử đô đô xíu. Với lại có cái sức, có cái thể lực á, thì mình đẩy mấy cái nốt nó cao á, thì nó sẽ đầy hơn ha con ha. Cô rất là thích giọng của con. Giọng con rất là ngọt. Nhưng mà bài khó quá. Sao bài khó dữ vậy thầy? Thường bài này đa số thấy giọng nữ hát. Ít thấy giọng nam hát bài này lắm. Khó ghê á. Khó ở cái chỗ là nó có nhiều nốt cao quá. Mà những cái nốt cao đó nếu mà ở bên nhạc pop bình thường á, là đẩy nó khác. Còn bên dân ca thì nó sẽ đẩy bằng hơi nhiều bởi vì nó có luyến. Cho nên nó cần nhiều cái kỹ thuật lắm, vừa hơi, vừa kỹ, vừa chuyên môn thanh nhạc, vừa nội lực tùm lum hết á. Cho nên á, cái rồi thêm cái khó nữa là cái nốt cao đó mà kế cái nốt cao nó không phải là cái nốt nó kế kế cái. Ví dụ như tưng tưng thì hai nó sát nhau, còn cái này từng rồi tưng. Cho nên con phải chữ hình bóng đó, từ chữ hình phải... như đẩy lên chữ bóng. Đúng rồi, con phải đẩy nó lên một cái quãng 8 ở trên á. Nhưng mà cô thấy con thông minh lắm. Thông minh ở chỗ mấy cái nốt mà con đẩy không tới, con đẩy gió lên. Thì có những cái nốt nó đầy, có những nốt nó chưa đầy. Nhưng mà nhìn chung lại là nhìn con, cái hình ảnh hôm nay của con rất là dễ thương. Bài hát cũng ngọt ngào. Và nếu muốn đi theo cái dòng nhạc này phải tập, phải luyện rất rất là nhiều nữa nha con. Phải theo thầy dài dài nha con. Chúc mừng con. Con cảm ơn cô ạ. Mà còn có một điều nữa là bé quê ở Bắc Ninh. Đó, vừa mới nói con cảm ơn cô. Bé quê ở Bắc Ninh mà tập hát và thầy giao bài là hát Bạc Liêu. Nãy giờ em để ý em thấy là cô Vân với thầy Nghĩa là quên mất luôn cái chi tiết là bé ở Bắc Ninh. Quên mất thiệt luôn tại vì bé nó hát ngọt quá, nó hát đúng như kiểu công tử Bạc Liêu luôn. Nãy giờ nhìn con á, chú nghĩ tới anh Quách Phú Thành ở mùa 1 đó con. Quán quân mùa 1 á, cái hình dạng bên ngoài cũng giống giống con. Lúc anh Thành thi chương trình này lúc đó cũng roi roi người nhỏ nhỏ như con thôi. Giọng hát cũng tương tương đó. Cái giọng hát của con cũng giống giống giọng hát của anh Thành luôn ha. À, anh Quách Phú Thành hát những cái dòng nhạc mà dân ca trữ tình quê hương như thế này nè, rất là hay. Và cái chất giọng con cũng có nhiều nét hao hao. Ở đây thì chú không có phải nói rằng là con bắt chước hay là mình hãy cố gắng tập cho giống anh Thành. Không, con vẫn cứ là con như thế này. Đang có một cái chất giọng rất là sáng, rất là bắt mít. Và nó phù hợp với những dòng nhạc dân ca. Chỉ là ở những cái nốt luyến á,
thì mình luyến chưa có được ngọt lắm thôi, cố gắng chút xíu xìu xìu đó thôi. Để từ cái nốt này nó luyến, nhất là dân ca Nam Bộ đó con, là từ nốt này nó phải đi thẳng tới nốt kia, mà từ nốt này nó luyến qua thêm một chục nốt nữa nó mới lên tới cái nốt đó. Nhưng mà đó là cái khó, mà cũng là cái hay, cái đặc trưng của dân ca Nam Bộ. Và nếu như mình tập ra được cái đó thì mình hát sẽ hay hơn ha. Nó hơi tiếc chút xíu thôi, chứ còn chú rất thích cái giọng của con. Cái giọng này mà bữa nào chú Nam Cường mạo hiểm á, chơi dựng cho con nguyên một tiết mục cải lương, trích đoàn cải lương, con hát cải lương luôn là dạ, tuyệt vời hơn nữa. Vậy ba giám khảo cho con vô đi con làm. Trời ơi. Bây giờ thầy cô chờ có câu đó không? Cảm ơn con nha. Cảm ơn chú. Bài hát dễ thương lắm. Thầy của con là đủ trò. Gì cũng hả? Làm được hết. Hai thầy trò nhìn giống y hệt nhau luôn cô Ốc. Thế Tuấn Tú ơi, thế mình hát được giọng nam rồi, mình có nói được giọng nam không con? Có. Thử nói đi, con nói thử con giọng chào nam. Mọi người đến với chương trình Thử Tài Siêu Nhí mà nói theo giọng miền Nam đi. Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Thử Tài Siêu Nhí. Thôi con nói giọng Bắc luôn đi con. Khi nào muốn tập giọng nam? Gặp cô. Đó. Cô sẽ chỉ cho con đến khi nào mà con trở thành một người có thể nói giọng nam mà người ta tưởng con là người nam, giả giọng Bắc luôn đó. Tại vì nếu mà mình sở hữu được cái khả năng chuyển đổi về giọng nói, tức là mình có thông minh trong cái tư duy về mặt ngôn ngữ, con sẽ rất là tiện lợi để mà con có thể hóa thân trong bất kỳ một bài hát nào với một bất kỳ một phong cách nào. Lúc đó thì con sẽ cảm thấy là con sẽ hòa nhập hơn với bài hát đó. Ngày hôm nay con với như vậy là con đã cố gắng lắm rồi. Cái bài hát này nếu mà quý vị để ý á, là cháu không có chỗ nào cháu nghỉ hết trơn á. Từ đầu lúc mà nhạc vô cho đến kết thúc là hát liên tù tì luôn. Cho nên cũng hơi đuối với con. Thầy cũng hơi ác chút xíu, nhưng mà mình vượt qua được chính mình thì mình vượt qua được tất cả. Ok? Yeah.